Chào các bạn, tôi là Đạt, kiến trúc sư đến từ nhà đẹp Canxi 2X. Rất vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng công ty tư vấn thiết kế nhà đẹp Canxi 2X. Xin chào các bạn đến với nhà đẹp Canxi 2X. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 được thiết kế cho anh Tuấn tại Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Gói thiết kế từ xa, tốt nhất thị trường. Nhưng trước tiên, để giới thiệu về mẫu nhà của anh Tuấn, thì nếu bạn là người lần đầu tiên đến với nhà đẹp Canxi 2X thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật nhiều mẫu nhà đẹp tiếp theo. Thì các bạn sẽ thấy là trên YouTube của Việt Nam, các bạn hãy tìm là Canxi 2X thì sẽ xuất hiện ra kênh YouTube của Canxi 2X. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký khu vực này, nhấn vào thông báo ở khu vực này. Ngoài ra còn có là Facebook và website của nhà đẹp 2X ở khu vực này. Các bạn hãy truy cập vào Facebook và tìm nhà đẹp Canxi 2X và nhấn vào theo dõi để xem rất nhiều mẫu nhà đang được up lên hàng ngày hàng tuần. Thứ ba là website của nhà đẹp Canxi 2X là thiết kế xây dựng 2x.com. Ở đây up rất nhiều mẫu nhà cấp 4, các mẫu nhà vườn, các mẫu biệt thự, các mẫu nhà phố, các mẫu gác lửng và phần báo giá của công trình. Các bạn hãy truy cập vào website này để lựa chọn cho mình một mẫu nhà ưng ý và hãy gọi ngay 2x để thiết kế một mẫu nhà mơ ước. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì anh Tuấn ở trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Qua tìm hiểu thông tin ở trên YouTube và trên các mạng truyền thông, và anh đã theo dõi 2X cách đây rất là nhiều tháng rồi. Đấy, anh đã bàn bạc với gia đình và quyết định là chọn 2X thiết kế cho anh một mẫu nhà, bởi vì 2X đang là xu hướng thiết kế từ xa và thiết kế đến tận nhà là tốt nhất thị trường. Và điểm mạnh là về phần hỗ trợ thiết kế và thi công, và giải đáp tất cả các thắc mắc mà gia chủ cần. Của anh Tuấn chọn là thiết kế từ xa và đơn giá đang là tốt nhất thị trường, nên là anh đã lựa chọn tin tưởng nhà đẹp Canxi 2X thiết kế cho anh một mẫu nhà cấp 4 vừa với túi tiền và công năng. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là những cái hình ảnh mà anh đã cung cấp cho 2X. Đấy, đường rất là thoáng thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy đất là đất cát các bạn nhé, đất bồi cát, và tất cả những thông tin hình ảnh 2X và anh Tuấn đã trao đổi qua Zalo và gửi tất cả những cái file kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán cho anh. Thì ngôi nhà anh được 2X dự toán và hạch toán chi phí về phần thi công là gần 350 triệu. Đấy, ở khu vực tỉnh Sóc Trăng. Một ngôi nhà cấp 4 rất là đơn giản, dành cho những gia đình vợ chồng trẻ có thu nhập thấp. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua lại bộ hồ sơ này thì hãy liên hệ ngay với 2X với diện tích xây dựng theo chiều ngang là 4,5. Chiều sâu của ngôi nhà là 22m. Và đất nhà anh thì có diện tích là 4,5 và dài tận là 35m. Thì phía trước anh sẽ chừa một lối khoảng sân ở phía trước và một khoảng sân vườn ở phía sau. Nhìn vào phối cảnh mặt tiền của ngôi nhà, ta sẽ thấy là toát lên sự đơn giản và sang trọng. Đấy, nhưng mà vẫn rất là khác biệt so với những ngôi nhà xung quanh không có thiết kế. Thì nhìn vào ngôi nhà thì ta sẽ thấy là các đường chỉ và các hình khối mà 2X thiết kế cho anh rất là sắc nét và rất là đặc biệt, để khác biệt so với những ngôi nhà xung quanh. Cũng là dạng với chi phí rất là tối ưu. Đấy, mang dáng vẻ rất là hiện đại và phong cách toát lên tính cách rất là đặc biệt của anh. Ở phía những khu vực này thì sẽ là ốp gạch inox các bạn nhé. Ở khu vực này thì sẽ là ốp inox màu sáng, còn ở phía này thì sẽ làm là inox màu tối hơn. Đơn giá trên thị trường hiện nay thì 550.000 trên 1m2, chưa bao gồm phần nhân công. Và các mảng tường đều là sơn màu trắng để toát lên sự hiện đại của những mẫu cấp 4 đang được 2X thiết kế theo thời thượng và xu hướng thiết kế hiện nay. Ở phía trước thì sẽ làm xeno nhô ra 1m như thế này và kết hợp với hệ đèn ở phía trước để chiếu sáng khoảng sân vườn phía trước. Hệ cửa thì toàn bộ hệ cửa đều sử dụng là nhôm Việt Pháp các bạn nhé. Đơn giá trên thị trường hiện nay là 1,2 triệu. Tất cả cửa sổ, cửa chính đều sử dụng là hệ nhôm Việt Pháp. Các bạn hãy dựng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ phối cảnh bên ngoài của ngôi nhà. Một mẫu nhà cấp 4 rất là đơn giản nhưng rất là phong cách và rất là khác biệt so với những mẫu khác. xung quanh và anh rất là ưng ý. Về phương án và thiết kế thì tất cả tuổi và hướng đất của nhà anh thì đều sẽ là theo phong thủy. Các bạn sẽ thấy là ngoài các tư vấn về kiến trúc và kết cấu của ngôi nhà thì hãy còn thiết kế và tư vấn về phần phong thủy cho tuổi và hướng đất của nhà anh. Đây, các bạn sẽ thấy là tất cả đều được là gửi hình ảnh và file cho anh để anh hiểu rõ về quy trình. Đây, các bạn sẽ thấy là thống kê tất cả các tháng, các ngày tốt để gia chủ đồng thổ. Rất là chi tiết như thế này. Tiếp theo là phần công năng bên trong của ngôi nhà. Thì với diện tích đất nhà anh là 4,5 nhân với 35 và diện tích xây dựng là 4,5 nhân với 22. Đấy. Ở phía trước sẽ là khoảng sân chơi, phía sau sẽ là khoảng sân vườn trồng rau. Đấy. Rất là thoải mái. Đi lên 3 bậc sẽ là phòng khách có diện tích là 21 m². Đấy. Ở phía khoảng đất trống này thì sẽ không làm nhà. Đấy. Cho nên là anh sẽ là mở cửa sổ ở khu vực này. Đấy. Ở những khu vực ở phía bên tay phải của công trình thì sẽ được phép mở cửa sổ. Đấy. Và lường luồng ở phía bên trái của ngôi nhà. Đi về phía sau sẽ là hai phòng ngủ có diện tích như nhau, có diện tích là 12 m². Tủ đồ được sắp đặt và bố trí ở khu vực này. Đấy. TV ở đây, các bạn sẽ thấy là TV ở đây. Cửa sổ ở đây. Tí nữa có 3D các bạn sẽ hình dung được ra được mặt bằng 2D. Đi về phía sau sẽ là phòng bếp có diện tích rất là lớn, 23 m². Các bạn sẽ thấy là hệ tủ bếp đây, tủ lạnh đây, bàn ăn ở đây. Phía sau sẽ là phòng ngủ thứ 3 có diện tích nhỏ là gần 11 m². Phòng ngủ này thì sẽ dành cho con. Phía sau thì anh chỉ sử dụng là một nhà vệ sinh có diện tích là gần 4 m² kết hợp với nhà tắm ở trong này. Phía sau sẽ là có cửa đi ra. Đấy, sân ướt ở khu vực này. Đây là dàn đỡ kết nước các bạn nhé. Đấy. Phía sau sẽ là hệ sân vườn nha anh. Nếu các bạn mà không am hiểu về phần xây dựng và đọc hiểu bản vẽ 2D thì 2X luôn có công nghệ 3D để gia chủ và thầy thi công ngôi nhà này. Đấy. Thì anh Tuấn rất là thích dịch vụ thiết kế của 2X do là ngoài bản vẽ mà anh giao cho thợ thầy thì anh và thợ thầy có thể xem lại video của nhà này được phát sóng lên YouTube Canxi 2X. Đấy, nên là anh rất thích. Không chỉ anh mà thợ thầy làm nhà anh xem lại cái mẫu này và biết được tất cả ngóc ngách vật liệu được sử dụng như thế này để hình dung được ngôi nhà và thi công một cách dễ dàng, nhanh chóng. Đấy, không có một chút bất cập nào trong quá trình thi công. Tất cả đều hiểu rõ quy trình thì công việc thi công trở nên sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Đấy. Và phía bếp thì sẽ có một cái cửa sổ nhỏ ở dưới này. Đấy, lấy ánh sáng rất là tốt. Đấy. Phía trên thì sẽ là lấy gió. Đấy, các bạn sẽ thấy là hệ bếp này và bàn ăn đây, phòng ngủ đây, phòng khách ở đây, rất là trực quan như thế này. Đấy, phía sau sẽ là nhà vệ sinh đây. Đấy, đây là hệ dàn đỡ kết nước các bạn nhé. Đấy, rất trực quan. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng này. Nếu các bạn muốn mua lại bộ hồ sơ này thì hãy liên hệ ngay với 2X nhé. Đó. Hãy dừng hình điện thoại và tivi để các bạn ngắm kỹ. Rất là sắc nét như thế này. Với một số đơn vị khác thì không có công nghệ này các bạn nhé. Thì một số đơn vị đang sở hữu công nghệ này thì đơn giá rất là cao. Và 2X hiện tại thì đang là ưu thế trong thiết kế, xu hướng và tốt nhất thị trường về đơn giá và dịch vụ. Các bạn sẽ thấy là công năng của công trình được 2X diễn họa rất là trực quan như thế này. Tiếp theo sẽ là hồ sơ được thiết kế cho anh. Đấy, các bạn sẽ thấy là anh ở thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Đó, đây là hồ sơ kiến trúc. Thì một bộ hồ sơ gồm có là phần kiến trúc, kết cấu và điện nước. Ngoài ra anh còn có tính cả phần dự toán công trình. Các bạn sẽ thấy là cứ mỗi 2D như thế này thì sẽ có là 3D kèm theo, giúp cho thợ thầy rất là trực quan trong việc là thi công rất là dễ dàng. Đấy, các bạn sẽ thấy là 3D như thế này, hệ mái như thế này thì thợ thầy cho dù là không am hiểu về kỹ thuật, chưa làm một bất kể ngôi nhà nào thì thợ hay là phụ cũng đều hiểu cái bản vẽ này. Đấy, đó là một cái điều rất là đặc biệt mà anh Tuấn rất là thích. Đấy, các bạn sẽ thấy là lớp tôn này, lớp xốp cách nhiệt, lớp xà gỗ. Đấy, rất là trực quan thế này, tất cả đều có 2D kết hợp với 3D. Tiếp theo sẽ là phần kết cấu của nhà anh. Đấy, bao gồm có phần là mặt bằng định vị, đấy, mặt bằng tường xây này, kết cấu mái như thế nào, rồi thống kê khối lượng thép đều có đầy đủ. Đó, các bạn sẽ thấy là rất là trực quan thế này, đều có khối lượng thép, phần móng, phần thân chia ra. Tiếp theo sẽ là phần điện nước, phần điện đây đều có tất cả các ký hiệu, sơ đồ lắp đặt máy lạnh như thế nào. Đấy, phần nước thì sẽ thoát nước, rồi là cấp nước ở đâu, đều có chi tiết và lắp đặt như thế nào đều có đầy đủ. Đấy, ok, như vậy vừa rồi Hai vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 được thiết kế cho anh Tuấn tại Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Nếu các bạn yêu thích nhà đẹp Hai thì hãy đăng ký để nhận nhiều mẫu nhà tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà đẹp Canxi. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.